Tôi có ngoài xin kính chào quý vị các bạn. Lúc này đang là buổi chiều của ngày 21 tháng 11 năm 2023. Bên cơ sở Đỗ Quốc Hải vừa bàn giao cho bác Bạch tại Quốc Oai Hà Nội một tác phẩm đó là bức tranh Vinh Quy Mễ Tổ. Nhưng quý vị đang thấy đằng sau đây. Bức tranh Vinh Quy Mễ Tổ với chất liệu là gỗ úp với kích thước là 1m07 x 2m17 và được bên cơ sở Đỗ Quốc Hải khảm với chất liệu ốp đỏ phân màu bằng hương cực kỳ kỹ thuật đẳng cấp đỉnh cao. Quý vị và các bạn hãy bớt chút thời gian để cùng với Đức Hoàng sẽ tiến lại gần hơn để sẽ quay lại chi tiết một cái tác phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong cái buổi chiều ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2023. Bức tranh này thật sự là rất là đẹp, nhưng mà khi mà trong tư gia nhà bác đây là cái ánh sáng của bác là vẫn đang chưa đủ ánh sáng, thì sau cái ngày hôm nay thì Đức Hoàng cũng sẽ tư vấn cho bác sẽ làm lại một số ánh sáng để cho nó đẹp một cái tác phẩm này cực kỳ đẳng cấp đỉnh cao, bức tranh Vinh Quy Mễ Tổ. Bác cũng đã tâm sự với bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải là bác đã theo dõi trên kênh của cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải là rất lâu rồi. Thì hôm nay lúc buổi sáng ngày hôm nay thì bác đã về trực tiếp tại cơ sở của Đồ Gỗ Hoàng Hải có địa chỉ tại làng nghề Khảm Trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để mua bức tranh Vinh Quy Mễ Tổ như trên màn hình quý vị đang thấy đấy ạ. Phải nói là rất là chân thành cảm ơn bác. Quý vị các bạn có thể đang nhìn thấy một cái tư gia nhà bác này, cực kỳ đẹp. Một cái tư gia rất là ấm cúng. Trên có ban thờ sập cụ tủ chè. Rất đẹp. Bác chơi một cái phong cách rất là cổ điển. Đó, rất đẹp quý vị. Và lúc này đây thì Đỗ Quốc Hải đã bàn giao xong. Thì Đỗ Quốc Hải cũng xin bác cũng có yêu cầu là cũng không muốn tiết lộ thông tin, thì Đỗ Quốc Hải cũng thay thông qua cái video clip này, Đỗ Quốc Hải cũng xin chân thành cảm ơn bác. Kính chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và ủng hộ cơ sở Đỗ Quốc Hải. Rất mong được sự ủng hộ tiếp theo của bác cũng như là mọi người để bên cơ sở Đỗ Quốc Hoàng Hải ngày một phát triển hơn. Một lần nữa xin kính chào quý vị các bạn, hẹn gặp lại trong các video sau. Xin chào.